nhạc rừng thanh thoát giữa non ngàn thác giọt hào hào. Ai vào thung sâu, ai về qua cầu nằm du cầm, trẻ thơ xóm núi xôn xao. Ai về quê tôi, bao đời nay gió lào núng vách núi, nắng đỏ chợ đinh, mưa xôi ung trầm tiên. Cỏ mật vẫn lên xanh, cho hiu sao gặm nắng, cam chanh cam đây chúng ta vui ngày họp lớp, bên nhau ta hát ca ôn lại kỷ niệm xưa. Ta kể cho nhau nghe những chuyện vui ngày ấy, tuổi học trò hồn nhiên như mãi vẫn còn đây. Qua bao nhiêu tháng năm thăm lại trường xưa, nghe như vang đã đây tiếng giảng của thầy cô. Ôi tiếng ve ngân nga khiến lòng ta càng nhớ, thuở mình học cùng nhau trong lớp trong trường. Bạn bè ơi, chúng ta về đây cùng hòa ca khúc ca xuân vầy. Gặp lại nhau xếp bao mừng vui, dòng ký ức tuổi hoa niên quay về. Bạn bè ơi, nhớ chăng ngày xưa cùng đùa vui bên góc phượng hồng. Dù thời gian có trôi thật xa, mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua. Đây chúng ta vui ngày họp lớp, bên nhau ta hát ca ôn lại kỷ niệm xưa. Ta kể cho nhau nghe những chuyện vui ngày ấy, tuổi học trò hồn nhiên như mãi vẫn còn đây. Qua bao nhiêu tháng năm thăm lại trường xưa, nghe như vang đó đây tiếng giảng của thầy cô. Ôi tiếng ve ngân nga lòng ta càng nhớ, vợ mình học cùng nhau chung lớp chung trường. Bạn bè ơi, chúng ta về đây cùng hòa ca khúc ca xuân vầy. Gặp lại nhau sẽ bao mừng vui, dòng ký ức tuổi hoa niên quay về. Bạn bè ơi, cùng đùa vui bên góc phượng hồng. Dù thời gian có trôi thật xa, mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua. Dù thời gian có trôi thật xa, mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua. Dù thời gian có trôi thật xa, mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua. Bao nhiêu năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phượng già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá. Những
chuyến đò chờ thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa, xin một lần về lại tuổi ngây thơ, ánh mắt băng khoăng giữa sân trường đầy hoa nắng, năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. Về ngồi bên nhau khi tóc đã điểm bạc, dưng dưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi, ơi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi, con tim vẫn gọi, mãi trường xưa ơi, yêu dấu một đời. Bao nhiêu năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phường già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá, những chuyến đò chờ thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa, xin một lần về lại tuổi ngây thơ, ánh mắt băng khoăng giữa sân trường đầy hoa nắng, năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. Về ngồi bên nhau khi tóc đã điểm bạc, dưng dưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa. Xin chào đón tất cả các cô, các bác, anh chị, các chú đến từ cựu học sinh của trường Công an Hương Sơn, niên khóa 71-74. Tôi nói rằng là có thể có tất cả những sự ngọt ngào và đang trở lại những kỷ niệm, và từ đó ẩn chứa rất nhiều những kỷ niệm thật tuyệt vời của thầy cô. Thank you.
Thank you.
viên khóa 7474 đúng không? Và xin được phép hỏi hai cô một tí được không ạ? Nơi tình đầu của tôi là cơn mưa sông sông mọi hướng, là áo khói bay chắc là giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong mơ giữa giờ trời. Mãi trường thân yêu nơi 3 năm chúng ta gắn bó học tập với nhau. Ngày ấy chúng ta chia tay nhau với bao khát khao mơ ước, trong sự ngỡ ngàng của tuổi trẻ bước qua đời trong hoàn cảnh đất nước còn chia cắt, miền Nam còn trong cõi lửa chiến tranh. Cùng với lẽ trong số bạn bè chúng ta ra trường năm ấy, chưa kể đến những nhiều bạn phải rời cái nhà trường khi đang học còn đang trường để vào quân ngũ vào Nam chiến đấu làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào Campuchia. Một số bạn được tiếp tục vào sang trường đại học cao đẳng, một số bạn ở lại xây dựng quê hương. Hôm nay trên mảnh đất quê hương Hương Sơn yêu dấu của chúng ta, điện bèn Phú Châu lần thứ 3, bạn bè bảo mảnh đất bảy đất hội tụ một trong năm lần ta là những hội tụ gặp mặt. Tất cả bạn thân mến, 50 năm được thế kỷ của tôi đó, có thể nói hơn một nửa đời người đó đã qua bao vui buồn thượng khổ, bao thăng trầm trong cuộc sống với mỗi một chúng ta. Đến lúc này tôi và các bạn được bước vào tuổi thất tập cổ lai y, con chúng ta đã thành thân thành nghiệp, chúng ta đã là ông bà nội ngoại, thật hạnh phúc cho mỗi bạn chúng ta. Cảm ơn đất trời, ông bà thiên tổ, cảm ơn các thầy cô đã cho ta đến giờ này còn đủ trí đủ lực. Thế tôi chỉ xin đọc lại một bài thơ mà tôi viết sau khi
ra trường. Đấy là cái bài thơ đã từng được in ở trên báo Hạt Nghệ Tình. Khi tôi về báo Nghệ Tình thì năm 1976 những cái bài thơ lâu đời là bài thơ kính rằng thầy Lê Thái Võ và các thầy giáo, cô giáo trường cấp 3 Hội Sơn cho em về lớp học ngày xưa cùng bè bạn nghe thầy giáo giảng tấm bảng đen và viên phấn trắng mắt em nhìn nhắm chú say sưa mái nhà tranh phên nửa đơn sơ bạch đàn xanh hát đàn tiếng gió đường vui đón bàn chân tuổi nhỏ bao năm rồi gặp lại trong mơ sân rộng rinh cả lớp nô đùa ngắm từng em tuổi thơ như trở lại từng hạt giống thầy nhấn lên mãi một mùa vàng tương lai giờ học lặng im thầy giáo hỏi bài em không thuộc thấy mình có lỗi thoáng nét buồn của thầy trong giọng nói dưới ngọn đèn em nghĩ nhiều hơn tiến bộ nhiều xem lời phê mừng rơn thầy cũng vui sau nét cười đôn hậu vợ mới xinh xinh nắng vào nắng đầu nơi đất sách mở những chân trời con sông ơi biến cũ đâu rồi rột bàn tay thầy cùng em kéo gỗ trường mới mọc lên rượu muôn lòng hớn hở giọng dỗ hò đi suốt mai sau thầy thương hương từng bàn kỳ đau dạng lại bài những ngày không đứng lớp thầy gần gũi mắt em nhìn không chớp tâm việc dồn đâu có nghỉ ngơi muốn được thầy dạy dỗ thầy ơi dầu thời gian chẳng bao giờ trở lại những lời thầy và lớp học mãi mãi vẫn nhắc em đi suốt cuộc đời. Xin hẹn ạ. Ấn tượng cũng rất là sâu sắc. Anh Phan Thị Cải cũng nói là cuộc đời học trò chúng ta cũng như cảnh vèo trôi đi khắp nơi nhưng mà rồi cuối cùng cũng hồi tụ lại. Chúng tôi cũng rất mong là cuộc gặp lần sau thì đau hơn lần trước. Lần thứ hai à, thì cũng học các bạn bạn ở đất quê hương này rồi lớn lên thì vì cái tiếng nào hôm nay đã còn được lại gặp ở khả năng ở đây thì là được tiên cho Hà Thu Đạo Văn và gia đình của Đạo Văn một sức khỏe dồi dào hạnh phúc thành đạt. Vì vậy ai có điều kiện đến cái cùng khi nào có một buổi có học lớp ấy thì ta cái cùng về gặp lại cái tuổi nhà với nhau để chia sẻ nhau không khí và là cái mà tình cảm lớn nhất của Hà Thu được đây khi bắt đầu ra đường thì đi con học một ngồi người ngồi nhà đi khắp nơi số lượng rất đông cho nên tôi có cái nhìn nhìn là cảm như thế này thứ nhất là ta như vậy là thật tâm đúng đi ra cảm nghèo thương rồi cả cái mình chiến đường có người thì mất mạng có người do hoàn cảnh thì hôm nay hồi tụ trở lại do công việc người đi gặp những công việc tuổi già rồi về được hồi tù hôm nay là tôi cần cảm nhận cái việc mà vô cùng cảm ơn và ngưỡng mộ cả bạn có ý tưởng và có đầu tư về tiền về của những tổ chức được thành cuộc này thì vô cùng là quý giá. Cái lần đầu tiên tôi sẽ gửi một bản như thế để các bạn biết và cùng biết có lời chào và cùng nhau chúc các bạn sức khỏe cho nhau cái tuổi này nó lên là tuổi người ta vừa rồi và vui sống khỏe sống tối thì mong sao là những lần sau chúng ta tiếp tục được gặp nhau lần nữa để rồi nó ôn nghèo để hồ để mình năm xưa một tí cho nó ôn vui vẻ. Cái lời đầu tiên á cả nhân tôi cũng xin được chân thành cảm ơn ban liên lạc
cảm ơn ban tổ chức đã dành thời gian có thể nói rất là chú đáo để tổ chức cho chúng ta được một cái cuộc hội ngộ hôm nay, tuy rằng không được nhiều lắm. Và tôi cũng đặc biệt là ở đây thì có lẽ rất nhiều là các bạn ở xã Lê Thê cũng rất buồn là nhiều bạn của chúng ta đã qua đời, rồi nhiều bạn đang ở những vùng xã rất gần đấy, nhưng mà có thể là do không nhận được thông tin hoặc do điều kiện như thế nào đó thì hơi trong cái điều kiện nào đó thôi, thì hôm nay các bạn tổ chức thì đón chúng ta như thế là quả là quả chú đạo, tôi rất là cảm phục. Thế là Lê đây quý Trân Nam, hiện nay ở Sài Gòn. Không nhiều bạn biết tôi đã một bạn chưa? Tôi sẽ đứng đây. Không, nhưng mà chúng ta để cho những người mới. Còn lần này là bạn Thái Bình, nhưng hiện nay ở Vũng Tàu. Còn này giá được ký. Thế nên bạn thấy cả lúc này là bất điều, đây là cả bài hát đâu, nhưng bạn là làm việc ở Đông Băng. Hôm nay bạn quân bây giờ Tạc Huế là Hồ Bình, Hồ Bình Tùy. Mấy bạn của Huế nhìn như thế này, mấy bạn cả bạn đứng dậy hết tí, thế còn thủ tướng kia lên đâu đến chờ luôn. Bạn thân tôi mới giới thiệu cháu thôi, không nhiều. Bạn Huế, phải đứng dậy đấy. Bạn là bạn đi, thân bạn ra đây, thân bạn thôi. Bạn không kia quân phát biểu cháu. Bạn là, đấy là nhà bạn là một bài ở, hiện nay chúng đi cùng tao. Bạn cá rất nhiều này. Bạn đồng ý rồi nhá. Thì bây giờ một số bạn đang kế nhận số bạn